cho cả nhà nha. Dưới đây là sản phẩm cá tra dầu, cá tra dầu Mekong có kích thước từ 100 đến 200 ml trên con, là loại cá da trơn là lớn nhất trên thế giới. Đây là cá thể cá tra dầu mà ngư dân đánh bắt nè, con này là 250 kg. Ta review, ta quay TikTok. Xong rồi chuyển về Việt Nam, được làm là sát lòng nổi, sát lòng các hình hứa thành khoan. Rồi đây là những hình bụng ba chỉ nè, ở trên là thịt lưng đó, thịt lưng ở dưới là ba chỉ, ba chỉ là lớp da mỏng. Đây là em xử lý cái một con má đầu nữa nè. Cá này da cực kỳ dày và ngon nha mọi người. Sản phẩm khi đưa đến tay người tiêu dùng sẽ được cắt thành những túi. Đây là má môi nè, được cắt thành cục nhỏ mỗi túi 1 kg. Phần thịt phi lê là phần thịt lưng đó, và thịt đuôi của nó. Còn đây là ba chỉ nè, lớp bụng phía dưới là da mỏng. Còn đây là phần lưng bụng thì là phần chót bụng da dày. Đây là phần combo lỗ mẻ, combo gì gồm bột nước lẩu và rau dành cho 89 người dùng. Đây là được thiết kế ở được thái mỏng theo yêu cầu của khách. Để đóng đi từ xa gửi từng gửi làm quà tặng cho khách từ xa. Đây là những tảng thịt lươn. Một con cá chia ra chỉ được khoảng 5-10 kg thôi nha. Đây là những cái phần quà gia công. Để em được ngã lưng lên mặt trời sâu xa, để nghe một phút tim yên bình đến khi lạ, để em được sống vô tư như một bông hoa giữa bầu trời kiêu sa, cho em thôi